Kiều nữ Ngọc Lan Thanh Bình kỷ niệm 2 năm về chung nhà ngọt ngào như thế này. Bộ ảnh kỷ niệm 2 năm về chung nhà của gia đình Ngọc Lan Thanh Bình đã khiến nhiều người tan chảy trước vẻ đáng yêu của con trai phôi. Trải qua bao sóng gió, có thể nói Ngọc Lan đã đạt được hạnh phúc mà mình mong mỏi bấy lâu cùng ông xã Thanh Bình. Cuộc sống nữ diễn viên lại đánh dấu thêm một bước ngoặt đáng nhớ vì sự ra đời của bé phôi, tên thân mật của con trai đầu lòng. Nữ diễn viên hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ khiến nhiều người khá ngưỡng mộ. Kể từ khi có con, cuộc sống của nữ diễn viên Cổng Mặt Trời thay đổi không ít. Thậm chí có lúc người đẹp sinh năm 1985 tâm sự, chỉ muốn ở nhà ôm con và ngắm con thôi, chứ chẳng muốn làm gì khác nữa. Có thể nói ông xã Thanh Bình là người yêu thương vợ và con. Nam diễn viên thường xuyên chơi đùa bên con dù bận rộn lịch quay phim, nhưng anh vẫn dành thời gian về chơi với cậu con trai vô cùng đáng yêu. Mới đây, cả gia đình đã có chuyến du lịch tại biển chụp loạt ảnh đáng yêu. Nam diễn viên Thanh Bình đã tặng vợ và con trai kỳ nghỉ hè trong mơ tại resort sáu sao của Phú Quốc. Sau 2 năm về chung một nhà, đây là món quà mà anh muốn dành cho vợ sau 3 tháng miệt mài đóng phim, không được nghỉ ngơi. Họ đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau, cùng con trai, để cùng nhìn lại quãng đường 2 năm đi cạnh nhau. Phôi luôn biết tạo dáng trước ống kính, vẻ mặt đáng yêu của cậu con trai khiến nhiều người thích thú. Bé Phôi chào đời hồi tháng 2, 2017 tại Mỹ. Khi con hơn 1 tháng tuổi, vợ chồng nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia mới đưa bé quay trở về Việt Nam. Hiện tại cậu bé sắp tròn 2 tuổi. Kỳ nghỉ vỏn vẹn 3 ngày cuối tuần ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc của cặp đôi Ngọc Lan Thanh Bình cùng con trai. Họ diện những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động và thỏa sức tung tăng trước biển. Cả hai vợ chồng cùng diện những bộ cánh tông xuyệt tông với nhóc tì. Nữ diễn viên cho biết, khi thực hiện bộ ảnh này, hai vợ chồng cô phải chạy theo cảm xúc của ông tướng Lô Yêu. Vì cậu bé chỉ mới gần 2 tuổi chưa biết nói nên Ngọc Lan Thanh Bình và nhiếp ảnh gia phải chiều theo mọi cử chỉ, hành động của Phôi và làm nền minh họa cho con trai cưng của mình. Mới được hơn 1 tuổi rưỡi, nhưng Lô Yêu rất tinh nghịch và hiếu động. Cậu nhóc cũng được ba mẹ chơi những trò chơi để mở rộng tầm hiểu biết, cũng như đưa đi du lịch nhiều nơi tỏ ra thích thú và phấn khích. Cậu nhóc ăn mặc rất phong cách như ba mẹ của mình. Bé Phôi tên thật là Lô Yêu Nguyễn. So với bạn bè cùng lứa tuổi, cậu bé trông khá cứng cáp và rắn rỏi. Cậu nhóc Lô Yêu không hề có cảm giác lạ lẫm chốn đông người mà liên tục chạy nhảy khắp mọi nơi. Mới biết đi nên cu cậu rất thích khám phá. Gương mặt búng ra sữa bầu bỉnh đáng yêu của con trai Ngọc Lan Thanh Bình khiến nhiều người tan chảy. Có thể nói Thanh Bình là một ông bố cực kỳ tâm lý, luôn dành thời gian rảnh để chơi với con trai, để hiểu con nhiều hơn. Ngọc Lan hạnh phúc chia sẻ, Thanh Bình rất biết quan tâm và chăm sóc con, là người tỉ mỉ và chu đáo. Nên anh thường dành vợ làm các công việc như nấu ăn, tắm rửa cho con. Biết được lịch làm việc của vợ dày đặc nên Thanh Bình thường chủ động dành phần chăm sóc con trai. Ngọc Lan từng chia sẻ mình may mắn khi gặp được người chồng hiểu và luôn san sẻ mọi buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Ở nhà ban đêm Thanh Bình cũng là người dạy cho con uống sữa, thay tã và dỗ dành Lô Yêu ngủ. Chính những hành động nhỏ này, như vậy cũng khiến Ngọc Lan vô cùng cảm động và hạnh phúc với người chồng của mình. Cận cảnh vẻ đáng yêu như lai tay của con trai Thanh Bình Ngọc Lan. Về cách dạy con, vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình đều thống nhất để con trai phát triển tự nhiên không gò ép. Hai vợ chồng luôn muốn mình trở thành bạn bè thân thiết với con trai, nên cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để có thể chơi đùa, chăm sóc, quan sát sự lớn lên của con mình. Cuối tuần hay những lúc Ngọc Lan Thanh Bình không vướng lịch phim, cặp đôi lại dẫn con mình tới trung tâm vui chơi để cậu nhóc làm quen với mọi người. Nhờ đó, con trai của Ngọc Lan rất dạn dị trước ống kính. Thanh Bình cũng thường xuyên cầm máy ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Lô Yêu và lưu thành một album riêng.